nó có ngay lập tức mở giao tranh rất sớm đến từ bên phía quá của DLK với đại địa chấn được dập vào. Nhưng chính đó là Ego Sport mới là người gặp bất lợi trong pha thi đấu này khi mà Darius đã bị đó là Javan điện tử bị cầu máu quá đau trước thềm giao tranh. B1 đứng phía sau thoải mái xả sát thương ở tình huống thứ hai của giao tranh này. Mất đi sự tự tin và không dám tranh chấp với đối phương trong cái đường trên trung tốt đang bị ganh bởi hai người. Anh ta phản đòn né được nhưng chiêu thức đầu tiên quay ngược trở lại trả sát thương cũng là rất đau ở vị trí của Kai. Cái mất chiêu cuối nhưng trung tốt chưa nằm lại. Một tình huống cần hai mà có được điểm hạ gục thậm chí là double kill nếu anh ta muốn tấn công vị trí của Reject hết năng lượng. Một pha thiếu trung tốt quá tự tin. Bây giờ Haruin mới tới nhưng di chuyển rất nhanh của Ego lên đường trên. Họ biết điều này, Kai đang liên tiếp bị chọc và tốc biến lên tích đủ nội tại rồi. Em đang chờ một tình huống máy chém no sớt để hạ gục được đối thủ của mình. Và hết nội tại chúng tôi quay ngược trở lại để găm lên người đối phương một đại thử thách trọng là rất đau. Ôi. Và đây là chiêu cuối của Luck, nó không chính xác, thậm chí là một vừa rồi tình huống outplay đến từ vị trí. Kai họ đang là người thể hiện rõ bộ mặt tự tin hơn đối phương nó là như thế nào về mặt tâm lý rồi. Chiêu cuối chính xác vào vị trí của Sun. Ngay lập tức bộc hơi, thậm chí là mất cả tốc biến nữa cũng không thể thoát về được. Kết quả khác rồi, trong khi đó Reject đang là mục tiêu bị tấn công, anh ta bị hất tung lên bởi băng địa chấn, sau đó liên tiếp bị gây sát thương đến vị trí của Whiskey. Và chiêu cuối hạ màn trúng được hai người, Whiskey có điểm hạ gục, cầu vòng tối thượng tiếp tục lại là không chính xác, sau đó xoáy lại trúng hai người, nhưng sát thương đã là hết rồi, tốc biến lên kéo được hai người đến từ bên phía của Kai, bắt đầu phản ngược giao tranh đến từ bên phía của Ego. Cú chiêu mộng cuối của Kai trong pha thi đấu vừa rồi không hạ gục được Whiskey. Whiskey đã cố gắng bỏ chạy, Whiskey bị đốt máu với toàn bộ nội tại trên tay, Whiskey bị nằm lại và Haruhi cũng gỡ được một điểm hạ gục đến từ vị trí của Kai. Tiếp tục là những tình huống băng trụ rất hổ báo của chúng tốt. Chúng tốt bị chói, anh ta phản đòn, anh ta không bị trụ tấn công và anh ta thoát về thành công. Đái phản đòn đến từ phía của chúng tốt. Ui, tốc biến lao lên một tình huống hạ quá. Chúng ba người băng địa chấn cũng là chúng ba. Quá đẹp. Và Whiskey thoải mái chơi trong pha thi đấu này. Whiskey bị giữ chân bởi Kai. Kai bắt đầu tấn công vào Whiskey. Whiskey bỏ chạy được, anh ta quay ngược lại thả diều và lấy trụ thành công, mất đi tầm hải. So với ngày hôm qua lắm ấy, tức là ngày hôm qua họ đánh rất là nhiều nhỉ. Đây, bắt đầu lao vào rồi, đại địa chấn úp được ba người, nhưng hạ màn nó úp chúng năm rồi. Ba người chấn được quay ngược trở lại, đang bay khá cao đến từ vị trí của Kai'Sa. Kai'Sa có hai điểm hạ gục, và anh ta bắt đầu tìm kiếm cho mình những điểm hạ gục tiếp theo. Đó là Reject. Reject mất giáp thiên thần, Kai bây giờ mới tới, khó có thể cân nằm. Hãy nhường triple kill dành cho Kai'Sa. Whiskey đang cố tốc biến đuổi theo, anh ta đang rất khát máu trong pha thi đấu này. Reject thì vẫn thể hiện sự khó chịu khi đang cố gắng co quay và bỏ chạy. Và đó là triple kill không chính thức dành cho Whiskey. Và hãy nhìn chụp top kìa. Hãy nhìn chụp top. Anh ta đã đẩy đến nhà chính, cái nhà chính của đối phương rồi. Hết lính. Lại còn khoe thật lạo. Nhưng có một đặc lính khác đang đẩy vào. Với cái việc là hai người chơi còn lại của bên phía Ego Esports không thể về được, thì bây giờ toàn bộ đội hình của DLK Esports đang tràn lên. 1-0 dành cho DLK Esports ở trong kèo đấu BL5 này. Một ván thi đấu nó rất khác với những gì mà chúng ta đã được chứng kiến. Một ván quá cao để giao tranh so với đối phương, nhưng họ vẫn là đủ nhân sự để bên phía DLK không lấy đi cái trụ này. Và phía bên dưới này, Case bắt đầu đã sắp bị bọc đầu bởi chúng tốt và tiếp tục là solo tay đôi giữa hai người chơi. Sử dụng bom khói sau đó tu theo với cái sắt chiêu hoàn hảo của mình, mất tốc biến để bỏ chạy. Tốc biến đuổi theo rất say máu đến từ là người xuất sắc hơn rồi phía bên kia. Tham hình cái sắc chiêu hoàn hảo đó nó quá đẹp đến từ chủ tốt. Bắt được vào sát thương chủ lực của đối phương. Ezreal không được chơi trong pha thi đấu này. Whiskey bỏ chạy, Whiskey bị hạ gục với cái đốt máu đến từ vị trí của bờ đỏ. Katarina xoay được một nhịp, Tâm Hải mất nhịp nhảy thứ hai, sứ giả chưa được ăn, sứ giả đã ăn thành công và Katarina được xoay rất nhiều nhịp trong pha thi đấu. Anh ta vẫn còn một nhịp ám sát nữa và Sun đang cố gắng bỏ chạy. Bây giờ thì mới có dịch chuyển đến từ vị trí của Fiora. Fiora phản đòn, Fiora gỡ lại được một mạng hạ gục đến từ vị trí của Choi. Ego Esports họ chưa dám vào. Reject vẫn đang chọn một góc để phải bắt lẻ được một mục tiêu của bên phía đối phương. Reject đang không lao vào, đã bắt đầu lao được vào người của Whiskey rồi. Whiskey đang cố gắng dãy dụa, anh ta cố gắng bỏ chạy một tình huống xoay với Wasen bất tử đến từ vị trí của Tâm Hải. Tâm Hải bắt buộc phải bỏ chạy. Các thành viên của DLK đang thấp máu và bắt đầu là lao lên. Đó là Fiora trong tay của Kai. Kai đang có một lượng máu là vô cùng thấp, con rồng đang tấn công ngược lại vào vị trí của Ego Esports. Và DLK họ vẫn phản ngược đòn khi chùm top xuất hiện. Một lượng sát thương mới là hai trụ dành cho cả hai bên mà thôi. Ôi, đường trên lại tiếp tục là một tình huống bắt bớ vào vị trí của Kai'Sa. Liên tiếp là những tinh đỏ đến từ bên phía của DLK, họ muốn đánh nhau. Và B1 đang là mục tiêu, mất đồng hồ cát. Sau đó anh ta sống dậy thì mất luôn cho mình, đó là giáp thiên thần. Trong khi đó, B1 vẫn đang thoải mái chơi, bây giờ mình mất giáp thiên thần cờ. Vì đó là Tâm Hải đến, anh ta đã bắt đầu nhặt dao của mình để quay. Phía bên kia thì Whiskey đang thấp máu bị truy đuổi theo bởi đó là Juno. Juno hạ gục được Whiskey, nhưng bốn thành viên còn lại của DLK vẫn là rất cứng cáp. Tâm Hải sử dụng cái bông xe bất tử lần hai và mất đi giáp thiên thần đến từ vị trí của đó là Reject.
tấn công con Baron. Và con Baron này thì tôi nghĩ rằng nó sẽ thuộc về cho bên phía của không đánh nhau, không quay ngược trở lại để lấy cho mình những điểm hạ gục. Và đây đó là Whisky cũng như là Tâm Hải đang bằng và rất sâu trong đội hình thôi, của Ego Sport, và họ bắt đầu có được những sự quét sạch của mình. Và đây là hướng là quét sạch lần đầu tiên trong trận thi đấu thì phải. Và DRK ván đấu quá dễ chơi anh cho DRK Sport, khi mà cái phản ứng của Ego ở trong tất cả những hình huống mà DRK họ ép tiêu nó quá yếu ớt đi. 2-0 cho DRK Sport ở trong kèo đấu BL5 này. Thứ là với những trận thi đấu như này, chúng ta bình luận thì sẽ ít điều để nói. Điều ra của mình, ta đang đẩy rất cao ở khu vực đường rồng nha. Trong khi đó thì con sứ giả Khai Nước này nó đang được khởi động với đó để đây, bắt đầu lao lên đứng ở vị trí của B1. Anh ta hạ gục được một mục tiêu bị dính tối hậu thư. Mục tiêu thứ hai là Choi cũng đang rất thấp máu, và double kill dành cho vị trí của Kai. Bắt đầu đu bám theo đối phương với cú đám quét chiến thuật. Và B1 là người được hưởng lợi ở mạng kia, Whisky cũng vậy. Reject đang bắt được vào một người, đó là Tâm Hải. Tâm Hải mất đồng hồ cắt, sau đó bị đẩy ngược lại. Và rất nhiều những sát thương được dồn vào Tâm Hải. Tâm Hải bị hạ gục, điểm hạ gục dành cho phía B1. Và B1 tiếp tục chọn góc để trời và thoát ra. Cyrus vẫn còn cho mình cái nội tại. Ôi, sao Whisky... Khoan đã, chúng ta đến với pha thi đấu này ở trên và thả đấu chúng đến hai người làm choáng là rất tốt. Whisky bị hạ gục và sức sát thương của B1 đang lẫn sách trong pha thi đấu này. Tâm Hải bắt đầu ngó vào con Baron. Baron có 1.500 máu đu xuống, đó là như Haruhi đã bước thành công con Baron trong pha thi đấu này. Tâm Hải mất đồng hồ cát, sau đó ta quay ngược trở lại, trả sát thương tốc biến lên tấn công vào chiếc B1. B1 mất đồng hồ cát đu theo với cái đai lưng Hextech. Tâm Hải vẫn chạy tốt với vẫn chạy tốt tốc độ được gia tăng. Hoặc anh rằng không gì một cơ hội nào nếu mình là người có lợi thế. Đây là khoảng thời gian mà bên phía của DRK có khả năng bật ngược lại, nhưng bên phía của Tâm Hải đã bị hạ gục một cách quá sớm với sức sát thương khổng lồ mà B1 có được. Phải thoát đi, đó là Haruhi, và bỏ lại người chơi Whisky đồng đội của mình. Thậm chí anh ta còn dẫm ngược lại một đại địa chấn, dường như đại địa chấn để úp chính anh ta trong pha thi đấu này. Và anh ta bị nằm lại phía bên kia, đó là chùm top lấy thành công trụ đường Link. Họ đang chờ đợi một điều gì đó, và khi càng chờ như vậy thì DRK càng tỏ rõ cái sự trên cơ và sự thoải mái của mình. Họ không phải là một bộ mặt mà đang bị chịu lép vía. Trong khi đó chùm top bị truy đuổi, anh ta bị giữ chân và đu theo với bản năng sát thủ. Bắn là rất đau vào chùm top. Chùm top cố gắng cỏ quầy và có điểm hạ gục. Chọn một mục tiêu, mục tiêu đó là chọn đâu Whisky. Whisky mất đồng hồ cát, đại địa chấn được dập ngược trở ra. Băng địa chấn cũng là rất nhiều sát thương. B1 đang chọn góc để bắn, nhưng anh ta không có góc để chơi nhiều lắm thì phải. Khi mà còn phải chọn góc để cỏ quầy nữa, Janna sử dụng một chiêu cuối hồi máu là quá nhiều. Fiora đang backdoor phía bên kia. Chúng ta có một dịch chuyển thoát về rồi. Fiora khó có thể đẩy được trong pha thi đấu này, nhưng cũng chưa là chiến thắng luôn dành cho Ego. Họ quay ngược trở lại với con dòng lửa. Quay hai mà gục. Họ hơn 8.000 tiền. Người tại thế lớn đều Haruhi lao xuống sử dụng đại địa chấn nhưng không cướp được Baron. Haruhi chắc chắn phải nằm lại trong pha thi đấu này. Anh ta mất đi giáp hồi sinh. Phía bên kia B1 đã được chơi thoải mái. Mục tiêu được lựa chọn là Whisky. Whisky bị mất máu quá nhanh và double kill dành cho bên phía của Cyrus. Trong khi đó Fiora vẫn đang cò quay với một người chơi nào đó, vẫn cò quay với đó là Kai. Nhưng có vẻ như chùm top anh ta không thành công rồi trong pha thi đấu này. Tiếp tục đẩy lính đến từ vị trí của Harry. Và những có lẽ tốc độ đẩy đường của 4 người cộng với của 3 người cộng với Baron chắc chắn là sẽ nhanh hơn với việc mà chỉ một mình ra ban đệ tứ. Và chúng ta có chiến thắng gỡ gạc dành cho Ego, mặc dù cũng hơi khó khăn. 2-1 dành cho Ego Esports kịp hồi lại khi mà cuộc đồng đầu tiên của trận đấu này nó sẽ ra. Nhưng với một con bài chống chịu không thì các tốc biến đó nó không. Chúng ta đến với pha thi đấu này đã. Và cầu đang được găm vào vị trí ở giữa giao xanh nhưng chưa có cú xoáy được nổ ra. B1 tới sau, anh ta là người có lời với rất nhiều mạng hạ gục và đó là double kill. Có phải là chip của không? Đúng là như vậy, và vẫn có một người băng ra đây, đó là chùm top. Anh ta đang muốn cống hiến cái quad drag kill dành cho đó là B1, nhưng B1 bị chấm dứt, bị hạ gục bởi chùm top rồi. Và một cú không thể cản phá, nó trúng vào mặt đất mà thôi. Cái cây sàn này nó đang rất xanh nha. Nó có 3 mạng hạ gục, sau đó thì anh ta đã phải nằm lại. KDA đang là 3-1, tuy nhiên với 3 điểm hạ gục trước đó thì anh ta vẫn đang rất xanh. Con rồng lửa này nó vẫn đang được bao bọc rất tốt với những người chơi của DRK Sport. Còn 1.200 máu và tranh chấp trừng phạt ngộ không cho bên phía Ego. Họ cướp thành công con rồng này. Nó quay ngược trở ra với người đồng đội thảm lửa trên các đội hình bên phía của Ego. Ông Zen bất tử đang tạo ra rất nhiều sát thương. Anh ta bắt đầu hồi chiều, anh ta bắt đầu bay nhảy. Và liên tiếp là sự sát thương đến từ bên phía Katarina. Anh ta nhảy lần 3 và chiêu ulti lần 2 triple kill dành cho ngộ không. Và Cyrus cũng được chơi một cách rất thoải mái trong pha thi đấu này. Một pha là có được một pha tỏa sáng trong pha thi đấu rồi, mặc dù người có được triple kill là Reject. Một tình huống làm choáng với hai người với không thể cản phá, tiếp tục là làm choáng hai người, hất tung hai người đến từ vị trí của ngộ không, trả ngược một cú xoáy nhưng Tâm Hải vẫn bị hạ gục. Và chúng top là người thứ hai phải đi theo những người đồng đội của mình, thậm chí Kata hoàn toàn có thể có thêm một nhịp ám sát nữa, nhưng anh sử dụng nhịp ám sát đó để lui về với những người đồng đội bị tát liên tục đến từ vị trí của Kai. Không còn là một Kata có thể một tình huống outplay được cái không thể cản phá, sau đó trả ngược lại với một cái đại thử thách. Đứng khép góc cũng là khó chịu đến từ vị trí của Kai.
trong khi đó anh ta tiếp tục một tình huống tốc biến thả chiêu một và mất một tình huống play hơi non hay đến từ vị trí của Kai. Không, Kai non chứ không phải là Hành. Thành điều thi thơ thành công không, tôi nói đến cái phải solo kill máy nhãn ở khu vực rừng rồng thì khoan đã ở đây thôi, Kise trên. Kise thôi ơi là Kise ba đánh một bộ không bắt đầu có quay với bộ chiều cuối của mình. Anh ta cũng rất ghê gớm khi trả ngược lại lượng sát thương, thậm chí còn đây là một pha giao tranh chiến thắng dành cho bên phía của Ego khi Katarina của Cyrus bắt đầu chọn những nhịp ám sát của mình, tiếp tục tung dao vào tiếp ám sát lần hai, một cú xoáy chính xác của Tâm Hải với rất nhiều người nhưng chưa là thập tháp với bao nhiêu với lượng sát thương. Và bên phía của DLK họ bị quét đến 4 người, chỉ còn một mình trùm tốt mà thôi. Với Miura phòng ngự nhà là cực kỳ khó khăn, phải nói là như vậy. Vừa rồi thì cái nhà chính nó kết thúc đi một thành viên của Eagle. Hai. Ô, hai. Bây giờ ba. Còn lại đó là B1. Lại chưa kết thúc được. Còn hết chưa? Chưa B1 hết. B1 chạy về. B1 bị cái giữa chân. B1 bị đánh ngất ngư. Ôi. B1 phải nằm lại kìa kìa. Tình huống thì các bạn, B1 bắt đầu lao lên và xả sát thương. Tối hậu thư được nhắm vào một người nhưng đó là đồng hồ cát đến từ Cyrus. Cyrus quay ngược trở lại với những người đồng đội. Cyrus vẫn còn sống sót với lượng máu rất thấp. Và đây là quét sạch dành cho Eagle. Làm sao? Không sao, đây là K-Sport, họ vẫn còn đó cái nhà chính MVP của mình. Và chúng ta sẽ cùng xem rằng cái nhà chính với lượng máu còn lại nó là 1600 máu, cái nhà chính này có thể làm được điều gì trước E-Sport không? Không, hai đều dành cho cả hai đội. Có bắn nằm rồi anh. Bên kia, đó là vị trí của Tâm Hải và họ đang làm điều đó, đúng là như vậy. Tâm Hải mất tốc biến, chịu một cú xoáy và đây là tiền đề rất tốt để có thể băng vào đến vị trí của Cyrus. Cyrus lao vào thành công, anh ta nhảy ra với lần... Tôi có sứ giả khe nước này. Rồi, một tình huống lao ra hất tung được rất nhiều người với cú lốc xoáy từ Ngộ Không. Anh ta tự tin vì anh ta vẫn còn cho mình một cái giáp thiên thần. Ông Hoàng Bất Tử bị ngắt đi bởi băng địa chấn. Sau đó là Katarina bị hạ gục, điểm hạ gục dành cho vị trí của Harurin. Nhưng Harurin cũng là rất thấp máu, Tâm Hải cũng vậy. Anh ta chỉ dám đứng từ xa để gây sát thương mà thôi. Cocky trong tay của Vian bắt đầu có sức bắn của mình. Anh ta đã đứng phía sau sự chống chịu của Reject. Reject vẫn hồi phục được với một cú đánh có hút máu của mình. Thùng rượu nổ, tốc biến lao lên. Cài có điểm hạ gục, Cocky của Vian vẫn là bắn rất sát. Và phản ngược giao tranh, Ego Sport họ là rất hăng hái với việc mà liên tiếp sử dụng cho mình băng sâu rồi đối phương có sử dụng lốc xoáy để tạo tiền đề cho Kata có thể được chơi. Đó đừng giỡn, Kata bị hạ gục dưới sức sát thương đến từ vị trí của đó là Tâm Hải. Sau đó là một pha giao tranh thiếu người dành cho bên phía của Ego, nhưng họ vẫn trả ngược sát thương đến từ vị trí bắn khả năng bắn tốt đến từ khả năng của B1. Nhưng B1 vẫn phải mất thảm lửa để thoát về và con rồng đang nằm trong quyền kiểm soát của DRK. Cái tình đề chúng ta rất tốt để cho bộ đôi xả sát thương. Ezreal và Zik có thể được chơi. Reject đang tàng hình lao vào tốc biến lên hất tung được 3 người. Nhưng phía bên kia thì Juno anh ta đang bị đứng cách xa với quá nhiều những người đồng đội mình. Mông quan Bông sẽ bắt tử tiếp tục lại bị ngắt đi. Và anh ta không còn quá nhiều đất để chơi trong pha thi đấu này. Anh ta bị hạ gục dưới sức sát thương của Ezreal trong tay. Đâu, hoàn toàn không khó. Anh ta là một con Camille mà. Anh ta đu dây một cái, anh ta sẽ lùi về một khoảng cách rất trong xa. Trong khi đó đường dưới thì Whisky mất đồng hồ cát, sau đó quay ngược trở lại siêu bom được ngược được trả ngược ra. Whisky đang cố gắng bỏ chạy với một lượng máu rất thấp dịch chuyển đến. Đó là vị trí của chúng tôi. Bắt đầu có những điểm hạ gục dành cho DRK rồi. Người đầu tiên nằm xuống đó là Kai. Sau đó là Reject đang suýt mất đi cho mình cái giáp hộ. Reject không lốp. Bay ra quá sớm đến vị trí của B1. Anh ta mất đồng hồ cát, sau đó dính một cú siêu bom địa ngục. B1 chưa bị hạ gục và bông sen bất tử đã được quay nhưng chưa ai phải nằm lại. Phía bên kia B1 bị hạ gục rồi, đó khả năng bọc đầu tốt đến vị trí của chúng tôi. Và chúng tôi đang tạo tiền đề rất nhiều cho người đồng đội của mình có thể chơi. Phía bên kia là Whisky đang thoải mái bắn với những cú nhảy múa của mình. Hay Yurin đại địa chấn, nhà chính đang bị tấn công và chiến thắng 3-2 dành cho DRK.